Trong bài giảng này, chúng ta sẽ tìm hiểu trường hợp cuối cùng của lực từ. Đó là khi mà lực từ tác dụng lên điện tích chuyển động. Thì các em biết rằng bản chất của dòng điện đó là dòng dịch chuyển có hướng của các điện tích. Và nếu như mà lực từ đã tác dụng lên dòng điện rồi, thì chắc chắn nó sẽ tác dụng lên một phần tử nhỏ nhất của dòng điện, đó chính là một điện tích chuyển động. Lưu ý rằng phải là điện tích chuyển động, còn điện tích đứng yên thì sẽ không chịu tác dụng của lực từ. Thì bây giờ chúng ta cũng sẽ khảo sát xem là phương chiều và độ lớn của cái lực này được xác định như thế nào. Đầu tiên, các bạn hãy nhớ rằng lực từ tác dụng lên một điện tích chuyển động thì sẽ được gọi tên là lực Lorentz. Thực ra thì nó vẫn là lực từ thôi nhé, chỉ có cái là nó có cái tên riêng gọi là lực Lorentz. Đây là tên của một nhà khoa học. Và để xác định được chiều của nó thì người ta cũng sẽ dùng quy tắc bàn tay trái. Tuy nhiên, nó có một số điểm khác biệt như sau. Ở đây, thầy sẽ xét một cái vùng từ trường đều. Thầy xét một điện tích Q mang dấu dương và đang chuyển động trong từ trường này với vector vận tốc, nghĩa là vector V. Thì các bạn sẽ xác định được chiều của lực Lorentz bằng cách như sau. Các bạn đặt bàn tay trái sao cho các đường sức từ đâm xuyên qua lòng bàn tay. Chiều từ cổ tay đến các ngón tay là chiều của vector V. Thì lúc đó ngón tay cái choãi ra 90 độ sẽ chỉ chiều của lực Lorentz. Và lưu ý rằng lực Lorentz ký hiệu không phải là F lớn mà là F nhỏ. Nhớ chưa? Nó hơi khác biệt một tí nhá. Ký hiệu sẽ là F nhỏ. Đó. Thì đây là đối với điện tích dương. Điện tích âm thì nó khác một chút. Ở chỗ là gì? Chúng ta vẫn đặt bàn tay trái sao cho các đường sức từ đâm xuyên qua lòng bàn tay. Nhưng mà chiều từ cổ tay đến các ngón tay sẽ là ngược chiều với vector vận tốc. Thì ngón tay cái choãi ra 90 độ sẽ cho chúng ta chiều của lực từ. Chiều của lực Lorentz, được chưa? Đấy, thì cái điểm khác biệt ở đây chính là về cái chiều. Nhá, lưu ý là chiều của từ cổ tay đến các ngón tay. Nếu điện tích dương thì nó theo chiều của vector V, còn điện tích âm thì nó ngược chiều của vector V. Đó, nó chỉ khác như vậy thôi. Điểm đặt của lực Lorentz thì đương nhiên sẽ là ở điện tích rồi, đúng không ạ? Về độ lớn, chúng ta có F bằng trị tuyệt đối của Q, bởi vì Q có thể âm hoặc là dương. Nhân với V là tốc độ, nhân với B cảm ứng từ, nhân với sin của alpha. Alpha ở đây là góc tạo bởi vector B và vector V. Các bạn ghi vào. Lưu ý rằng đơn vị của điện tích là Coulomb, của V là mét trên giây, của cảm ứng từ là Tesla, thì sẽ cho các bạn đơn vị của lực Lorentz là Newton. Rồi, mọi người ghi chép đầy đủ, vẽ hình các thứ vào. Khi nào xong thì mọi người comment cho thầy biết. Xin mời các em. Nếu chép xong rồi thì mọi người comment nhé. Ok, các bạn còn lại xong chưa? Rồi, nào bây giờ thì chúng ta hãy áp dụng vào để chúng ta làm với thầy một số câu hỏi ngay sau đây. Xin mời các bạn. Câu hỏi đầu tiên thì chỉ là thay số tính toán thôi. Mọi người sẽ có 2 phút. Xin mời các. Đơn vị thầy cũng để tiêu chuẩn hết rồi.
Ok, bạn đầu tiên có đáp án là Tuấn Kiệt. Tiếp theo là Hoàng Anh. Hồng Ánh, rồi. Các bạn còn lại cố gắng lên nào, mình phải tính nhanh lên. Mọi người tính toán thực sự là hơi lo lắng đấy. Hồng Tú, rồi. Ok, thôi nhá. Những câu này mà để tính toán mất thời gian quá, nhiều khi nó cảm thấy nó bị kiểu gọi là chờ đợi lâu quá, nó buồn bực. Thay số nhưng mà có cái gì đâu. Các bạn lưu ý rằng điện tích của một electron thì là bao nhiêu? 1,6 nhân 10 mũ trừ 19, được chưa? Tất nhiên ở đây lấy trị tuyệt đối, dấu trừ lấy trị tuyệt đối nhá. Đáp án chúng ta là 1,61 nhân với cả 10 mũ trừ 12 Newton. Thế thôi mà. Sao có vấn đề gì mà sao các bạn khác ấn máy gì lâu thế? Sốt ruột lắm ấy. Trời ơi. Nhá, tính nhanh lên, được chưa? Nào, câu hỏi tiếp theo. Câu này thì cho mọi người 4 phút đấy. Bạn nào mà làm tốt cái câu này thì dễ quá luôn đấy. Câu này mà làm quen biết cách rồi thì 1 phút cũng ra. Nào, nhanh lên. À, ra bán đi các bạn ơi. Còn có 45 giây cơ đấy. Thầy cứ tưởng câu này mọi người phải ra ngay.
Thầy đã hướng dẫn cho mọi người về bài toán tỷ lệ rất nhiều lần rồi. Rồi, bạn đầu tiên là Hồng Ánh. 5 x 10 mũ trừ 5. Người tiếp theo là Hoàng Anh. 5 x 10 mũ 7. Hoàng Anh có nhầm lẫn gì không Hoàng Anh ơi? Sao to thế? Ừ, em xem lại dấu má xem như nào chứ. Đúng không? Em so sánh là cái F1 rồi kìa. 2 x 10 mũ trừ 6 Newton. Sao làm sao mà bây giờ nó lại to thế? Rồi, ok. Chúng ta có hai bạn đã ra. Nhưng mà Hoàng Anh thì chắc là nhầm rồi. Bây giờ hãy xem đáp án của câu này là gì nhé. Thứ nhất là căn cứ vào công thức này. Thì chúng ta thấy là nếu như điện tích không đổi, từ trường không đổi, thì lực Lorentz sẽ tỷ lệ với tốc độ. Đúng không các bạn? Và cách làm đơn giản ở đây đó là chúng ta lập tỷ số. Đúng không? Có cái gì đâu nhỉ? Lập tỷ số là xong đây mà. Còn nếu như các bạn đi tính toán gì đó thì thầy cảm thấy nó sẽ mất thời gian vô cùng luôn ấy, đúng không? Các bạn chỉ cần lập tỷ số là xong thôi mà nhá. Tỷ lệ chúng ta có F2 trên F1 bằng V2 trên V1, sau đó thay số vào. Và đáp án của chúng ta là 5 x 10 mũ trừ 5 Newton, thế là xong. Được không? Không phải đơn giản đâu mà là quá đơn giản ấy chứ, đúng không? Mọi người làm gì thầy không hiểu lắm, hay là mọi người đang đi tìm Q với cả tìm B à? Đúng không? Như vậy thì nó quá dài, đúng không ạ? Lập tỷ số sẽ là phương án tốt nhất trong câu hỏi này. Nào cả lớp ơi, mình đã hiểu cái câu này chưa nhỉ? Người duy nhất đúng ở câu này là Hồng Hồng Ánh. Hoàng Anh thì đang tính sai. Các bạn khác hiểu câu này chưa các em ơi? Nào các bạn còn lại mình đã hiểu cái câu này chưa? Rồi, ok. Hiểu rồi, nhưng mà lần sau mà gặp những câu tương tự ấy thì phải suy nghĩ ra cách làm nhá. Chứ không phải rồi hiểu rồi nhưng mà lần sau mình vẫn làm theo kiểu cũ của mình. Vừa chậm, vừa có thể là còn không ra nữa cơ, đúng không? Nào, các bạn còn lại đâu rồi? Thầy hỏi là hiểu không, chả ai nói năng gì. Mình có hiểu không? Ừ. Ok. Rồi, ok. Nào, bây giờ sẽ là một cái trường hợp tiếp theo. Khi mà chúng ta có một cái điện tích chuyển động ở trong từ trường và vector vận tốc, tức là cái phương chuyển động của điện tích đó, thì nó vuông góc với từ trường, thì lúc này nó sẽ chịu tác dụng của lực Lorentz, và lực Lorentz thì sẽ đóng vai trò là lực hướng tâm các bạn nhé. Và nghe đến lực hướng tâm thì các bạn đoán ra rồi, chắc chắn nó sẽ chuyển động theo một quỹ đạo tròn như thế này đó, nhớ nhé. Khi mà điện tích chuyển động trong từ trường có vector V vuông góc với vector B thì nó sẽ chuyển động theo một quỹ đạo tròn với lực Lorentz đóng vai trò là lực hướng tâm. Còn tất nhiên nếu như mà V nó không vuông góc với B thì lúc đó nó sẽ chuyển động một cách rất là phức tạp và có thể nó sẽ chuyển động theo hình xoắn ốc. Đấy, và cái đó thì nó sẽ hơi khó hơn. Nó sẽ nằm ở trong cái chương trình nâng cao và các bạn sẽ không cần tìm hiểu ở đây. Thế thì khi mà lực Lorentz đóng vai trò là lực hướng tâm thì chúng ta sẽ thay công thức của lực Lorentz vào bằng lực hướng tâm. Thầy nhắc lại lực hướng tâm có công thức là MV bình chia cho R. Và từ đây thì các bạn rút ra công thức tính nhanh. Đây là công thức để các em tìm bán kính quỹ đạo tròn khi mà điện tích nó chuyển động. Được chưa? R bằng M nhân V chia cho trị tuyệt đối của Q nhân với B. Đó. Thì đây là công thức tính nhanh để các bạn tìm được bán kính quỹ đạo tròn. Nhớ là lưu ý là ở đây là V phải vuông góc với B, nhớ chưa? Đấy. Còn cái trường hợp không vuông góc thì nó nâng cao và rất khó, chúng ta sẽ không tìm hiểu trong nội dung chương trình của mình. Ok, mọi người ghi cho thầy đầy đủ slide này, vẽ hình các thứ vào đi. Xong xuôi thì mọi người comment cho thầy biết. Xin mời các bạn. Xong rồi thì comment nhé các bạn ơi.
Rồi, ok. Nào bây giờ thì hãy áp dụng cái công thức này để làm với thầy câu hỏi ngay sau đây. Xin mời các. Mọi người sẽ có thời gian là 3 phút. Cũng chỉ thay số thôi, không có gì khó khăn đâu. Xin mời. Công thức thì các bạn có rồi, bây giờ các bạn tìm cái gì ra thì các bạn thay số thì thôi, nhanh nhẹn lên. Rồi, ok. Người đầu tiên là Tuấn Kiệt. Tiếp theo là Hùng Tú. Hoàng Anh. Rất tốt. Tiếp đi các em. Bạn nào nữa nhỉ? Ok hết rồi à? Không còn ai nữa. Gì căng thế? Có ba người, những người còn lại thấy thôi không cần comment nữa hay như nào đây? Câu này có gì đâu nhỉ? Thôi, thế chữa nhá. Đây là công thức của chúng ta, đúng không? Mình cần tìm cái gì? Tìm B. Thế thì mình thay số vào thôi. Đúng không nhỉ? Sao có vấn đề gì đâu? Tại sao mọi người làm lâu thế? Đáp án của mình là 2,84 nhân 10 mũ trừ 3 Tesla. Đó. Nếu mà chưa có công thức tính nhanh này thì các bạn phải tự chứng minh thì nó sẽ khó, nhưng mà đã có công thức tính nhanh rồi thì nó rất là đơn giản cho các cái bài toán trắc nghiệm, các bạn chỉ cần thay số thế thôi, tất cả mọi thứ đều trở nên đơn giản hơn, được chưa? Ok, và đến đây thì chúng ta sẽ kết thúc bài lực tác dụng lên điện tích chuyển động, hay còn gọi là lực Lorentz. Mọi người về nhà nhớ xem lại video này và hoàn thành với thầy các bài tập về nhà của mình nhé.